ông trùm gỗ lậu Phượng Dâu là ai? Phượng Dâu đã có những tháng ngày cơ cực, làm thuê kiếm sống. Khoảng 5 năm gần đây, ông trùm gỗ lậu này giàu lên trông thấy. Ngày 30 tháng 4, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây khai thác gỗ của Phan Hữu Phượng, biệt danh Phượng Dâu, ngụ thị trấn Ea Tờ Linh, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Cùng ngày, ngôi nhà và ba xưởng gỗ của Phượng Dâu đang bị công an phong tỏa. Tại khu vực nhà xưởng đối diện căn nhà của Phượng Dâu, tổ dân phố 2, thị trấn Ea Tờ Linh, hàng ngàn khúc gỗ chất đống. Phía sau xưởng này, dù được bao bọc bởi tường cao, có hai cảnh sát cơ động túc trực. Để tìm hiểu về thân thế của ông trùm gỗ lậu giàu khét tiếng này, sáng ngày 30 tháng 4, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Thắng, tổ trưởng tổ dân phố 2, và ông Nguyễn Văn Mạnh, tổ phó, người đại diện chính quyền địa phương, tham gia khám xét nhà Phượng Dâu. Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phượng Dâu quê ở Hà Tĩnh, đến huyện Cư Rút sinh sống vào khoảng năm 1998. Trong thời gian dài, do không có nghề nghiệp, nên ông ta đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Sau đó, ông mua được một con trâu, để đi kéo gỗ tạp quanh vùng. Ít năm sau, Phượng Dâu lên đời, mua được chiếc xe chuyên dụng kéo gỗ. Thời điểm đó, ở thị trấn Ea Tờ Linh, loại xe này đầy đường. Khi đường làm ăn tạm ổn định, thì loại xe này bị cấm, Phượng Dâu lại tay trắng. Cũng theo ông Mạnh, đến khoảng năm 2013, sau khi chính phủ có lệnh đóng cửa rừng lần thứ 1, không giao chỉ tiêu khai thác gỗ cho các công ty lâm nghiệp, thì Phượng Dâu bắt đầu làm ăn khấm khá, giàu lên trông thấy. Những năm gần đây, ở xưởng phía sau nhà Phượng Dâu, lúc nào cũng có gần 10 công nhân, chuyên làm thủ công mỹ nghệ từ gỗ. Đặc biệt, có một đội quân, được Phượng Dâu nuôi ăn ở, trả lương tháng hơn 10 triệu đồng, chuyên đi khai thác gỗ. Kể lại quá trình khám xét nhà Phượng Dâu, ông Mạnh cho biết, việc khám xét diễn ra từ tối 27 đến trưa 28 tháng 4. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách làm ăn của ông Phượng. Trong quá trình khám xét, ông Phượng không nói nhiều. Ông Phượng có tổng cộng 3 xưởng gỗ, 2 xưởng phía sau nhà dùng để chế tác đồ thủ công mỹ nghệ và cơ sẻ gỗ để xuất bán, chủ yếu là gỗ quý hiếm. Xưởng phía đối diện nhà dùng là nơi tập kết gỗ sau khi trở từ rừng về. Trong nhà ông Phượng, những món đồ gỗ khủng như sập, tượng gỗ, bàn ghế che kín lối đi. Tài sản bề nổi của ông Phượng đã vào khoảng 70 tỷ đồng, ông Mạnh cho biết. Còn theo ông Nguyễn Văn Thắng, khi lực lượng của Bộ Công an vào khám xét nhà, người dân ở đây không ai tỏ ra bất ngờ. Cả ông Thắng và ông Mạnh đều khẳng định, ông Phượng có quan hệ rộng, quan chức hay lui tới. Như báo Người Lao Động phản ánh, sau thời gian dài trinh sát, rạng sáng ngày 27 tháng 4, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an đã vây bắt các xe chở gỗ lậu, ập vào nhà xưởng, khu vực lán trại khai thác gỗ của Phượng Dâu. Khu vực lán trại của Phượng Dâu nằm ở khu vực biên giới, cách đồn biên phòng 747, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, khoảng 500 mét. Lán trại này kéo điện nước từ đồn để sử dụng trong một thời gian dài khai thác gỗ lậu. Theo báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 27 tháng 4, Bộ Công an đã bắt quả tang hai xe gỗ, nhóm 3 đến nhóm 5, khối lượng khoảng 37,5 mét khối, của một người có tên gọi Phượng Dâu, không có giấy tờ hợp pháp. Qua lời khai, các trinh sát vây giáp và bắt giữ Phượng Dâu khi ông này đang định bỏ chạy khỏi lán trại, nơi tập kết gỗ phi pháp, tại tiểu khu 464 Vườn Quốc gia Đắk Đôn, gần đồn biên phòng Bo Heng, đồn 747. Phượng Dâu được di lý về công an huyện và bị bắt khẩn cấp ngay trong ngày cùng nhiều tang vật, sổ sách liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gỗ lậu. Theo các trinh sát Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49, ông Phan Hữu Phượng, tức Phượng Dâu, 50 tuổi, ở thị trấn Ea Tờ Linh, Cư Rút, Đắk Nông, là người có máu mặt trong giới buôn bán, kinh doanh gỗ nổi tiếng tại địa phương. Để bắt gọn đường dây buôn lậu gỗ xuyên biên giới của ông trùm này, các trinh sát C49 đã phải mất nhiều tháng trời điều tra, thu thập chứng cứ. Báo Dân Trí thông tin thêm, tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường tại nhà riêng của Phượng Dâu, nằm tại TDP2, thị trấn Ea Tờ Linh, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Ngay trước khu vực nhà Phượng Dâu, rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi việc khám xét. Trước đó, Phượng Dâu đã bị triệu tập lên cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép lâm sản. Cũng theo báo Dân Việt, sáng ngày 28 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tờ Linh cho biết, vụ việc Phượng Dâu vận chuyển gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn xa khác, nên địa phương chưa nắm được cụ thể vụ việc này. Từ trước đến nay, Phượng buôn bán gỗ, nhưng diễn ra ở địa bàn xa khác.
nhận xét về Phượng dâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn nhận định, hiện Phượng và vợ con sinh sống ở tổ dân phố 2, thuộc thị trấn Tờ Linh. Thời gian sinh sống ở địa phương, hai vợ chồng Phượng ít khi xảy ra mâu thuẫn và không thấy có vấn đề gì. Phượng cũng có thể gọi là công dân tốt ở địa phương, Phượng chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc và không vi phạm điều gì. Ở địa phương, Phượng cũng không tụ tập, làm ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn, nhìn bên ngoài nhà của Phượng dâu rất khang trang, thể hiện là nhà có điều kiện. Giống như các hộ dân khác, Phượng dâu cũng đóng góp, quyên góp đầy đủ, chứ không có gì đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn cho biết. Vừa rồi là bài Phượng dâu là ai của Tin tức Nóng TV. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh tin tức của chúng tôi.